Em đang có mặt tại Mang Thích đúng không anh? Mang Thích của tỉnh Vĩnh Long. Đang ở xã Tân Long hay là ấp Tân Long anh? Ấp Thanh Bình, xã Tân Long. Ấp Thanh Bình, xã Tân Long. Ấp Thanh Bình, xã Tân Long. Cái dốc cao. Dạ bác. Có đến nhà của anh này để em ghi hình báo giá bò giùm cho anh đây. Ồ, trồng lan nhiều quá ha anh. Ở đường mình đi ra chuồng bò mình đi đường nào anh? Dạ. Dạ, xin chào bác. Dạ. Phân này để mình vô cây cái đó hả anh? Dạ. Bò nào? Bò hồi xưa là anh đi vô trong nhà lấy gì vậy? Trong đó đi học tổ chức mà tổng học phí quá thì sao luôn không? À, anh nói chị học bác sĩ hả? Ừ. Bộ cái học con học hả? Hết năm 2024 không có xa tải gì. Dạ. Có hàng bò đẹp à? À, nhiều quá chứ. Xíu của anh chị của bạn thì đây là công viên chuồng trại của anh đó, thì bà con cô bác anh chị cũng thấy ha. Cái video của em thì nói chung là không dàn dựng, hôm nay khách có yêu cầu đến ghi hình và báo giá dùm cho khách thì em đang có mặt tại Vũng Liêm của tỉnh Vĩnh Long Mang Thích của tỉnh Vĩnh Long, xin lỗi mọi người. Thì Mang Thích thì em cũng có đến nhiều lần rồi. Bò của anh này thì nói chung là nhìn nó khá là mướt ha. Đây, đó là bóng bẫy. Bò này thuộc dòng xin. Anh chủ nhà anh dẫn bò ra hết. Rồi em thương lượng giá cả rồi em sẽ review cận cảnh cho cô chú anh chị các bạn chúng ta xem. Rồi hôm nay chủ nhà bán bò gì và giá cả như thế nào, để cho chú anh chị các bạn ở gần đây chúng ta có nhu cầu thì chúng ta đến chúng ta mua ha. Và thời gian chờ anh cũng nhà anh dẫn con bò ra thì em cũng quan sát rồi ha. Chân móng cũng như là những cái hình ảnh em sẽ cập nhật ngay về cho cô chú anh chị các bạn chúng ta nắm bắt được những cái thông tin ở đây. Và mình quyết định xem mà mình có mua thì mình liên hệ trực tiếp với anh chủ nhà ha. Ở đây thì bò này thì anh định bán giá làm sao đây anh? Cấp bự này anh kêu giá sát nha. Mình nếu mà muốn bán thì mình kêu mình đã quyết định cái giá sẵn chưa? Rồi. Cấp bự này cấp giá tin lượng sát 25 ngày 50 triệu, còn nhỏ tơ đó thì 3 triệu. Là hai con này là đã khối tinh rồi. Khối tinh rồi. 1 tháng 25 ngày. Có giấy luôn. Là có giấy là nó lấy giấy cho em mượn. Đây là tại vì ở Ba Tri thì gieo tinh không có giấy, nhưng mà ở Vĩnh Long. Vĩnh Long, Trà Vinh là gieo tinh có giấy nha của chú anh chị các bạn. Đây, đang phối là ngày 24 tháng 2 năm 2022. Hai con có phối cùng ngày luôn. À, thì cái này là hai con này phối cùng một ngày. Là con này tơ hiện đang phối được tháng 25 ngày. À, một tháng 25 ngày là nhiêu ngày ta? Là
55 ngày. Nếu như mà hiện trạng 55 ngày này là chuẩn bị khám được. Sao anh không đợi thêm chừng tháng nữa gì mình khám mình bán cho nó ngon. Cho kẹt tiền đóng tiền cho bà xã, không có quá trời không có tiền đóng với tiền học phí cho con gái. Em coi thử. Em quan sát thử. Đây cái dạ vú. Vú hết trơn mà thấy thì cũng. Ở đây thì bò này thì anh cũng nói thiệt luôn là bà con của anh là chuyển về cho anh nuôi từ chợ bí của Trảng Bàng ha. Nói chung là chuyển về anh nuôi được bao nhiêu tháng nè? Chuyển hồi tháng 5 bắt đầu chuyển về, mấy ngày bắt đầu vô chỉ thị 16 luôn tới về. À vậy là được 7-8 tháng rồi. 8 tháng rồi. Ai cô chú anh chị của bạn và anh, hai con này thì anh nói là anh phối tinh rồi. Con này thì cái sấy nó cũng hơi chòm nhưng mà chưa có lên gu nha. Chưa lên gù. Cái này sấy nó nằm đây vị trí này. Đây cô chú anh chị của bạn, cái sấy đó nằm vị trí đó. Và cặp bò này hiện trạng là anh chủ nhà quyết định bán cho bà con cô bác như là quý anh chị với cái mức giá là 50 triệu là hai con bò này. Con này với con này là phối tinh rồi nha. Phối tinh thì có giấy gì đó cô chú anh chị của các bạn. Ở đây là phối tinh ngày 24 tháng 2 năm 2022 và phối cái giống Cerulite. Đó, chân móng ở đây thì nói chung là hoàn thiện, đi đứng hoàn thiện ha, theo em kiểm tra. Bò thì rúng yếm thì đầy đủ bài bản hết. Một con này sấy chín á. Còn con bên kia thì sấy nó hơi tròn chút xíu. Nói chung là cái sấy này thì bà con cô bác anh chị không có đáng ngại. Ngại là ngại cái sấy quét. Còn cái sấy này thì không có quan trọng lắm ha. Ở đây thì bò chân móng thì nó cũng hoàn thiện ha. Được phối tinh rồi, cặp này đang bán với giá là 50 triệu. Rồi giá này là giá chốt luôn ha. Rồi có còn thương lượng hay gì không? Ở đây thì anh chủ nhà. Rồi, anh cứ nói trực tiếp là giá còn thương lượng hay không thì mình cứ cập nhật đại cho bà con ở đây. Nếu mà bắt hết thì bốn con, ai bắt hết bốn con thì sẽ bớt 2 triệu. Bớt 2 triệu là bốn con. Còn ví dụ tôi bắt con cặp. Bắt con cặp thì 1 triệu. Bắt con cặp 1 triệu. Là chốt giá luôn, không còn thương lượng gì hết. Anh có thể cập nhật số điện thoại của mình lên đây. Số điện thoại là 083 649 6989. Đọc lại lần nữa chậm chậm ha. 083 649 6989. Anh là tên gì anh? Anh Châu ở Thanh Bình, Tân Long, Mang Thích, Vĩnh Long. Rồi. Em đang có mặt tại xã Thanh Bình. Ấp Thanh Bình. Xã Tân Long, huyện Mang Thích của tỉnh Vĩnh Long. Đến đây nhận review và báo giá dùm cho khách hàng hai con bò này. Nói chung thì hiện trạng là hai con bò này rất là mập mạp và bóng mượt ha. Thì cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ ngay và liền với em. Bò này được phối tinh rồi 1 tháng 25 ngày, khả năng mang thai thì nó khá là cao. Bò này đâu lên giống lại không? Không lên giống lại thì có khả năng rất là cao về cái chuyện mang thai ha cô chú anh chị của bạn. Đó. Rất là bóng bẩy luôn. Cô chú anh chị bạn thấy cặp bò rất là bóng đúng không? Đang có mặt tại Mang Thích tỉnh Vĩnh Long. Và đôi bò kế bên hiện trạng của nó là bò tơ. Cái gì? Hiện trạng của nó là bò tơ. Hai con này là anh hồi nãy anh nói anh quyết định bán giá 44 triệu. 43 triệu. 43 triệu cô chú anh chị các bạn. Cái mức giá phải gọi là rất là hợp lệ. 43 triệu là 21 triệu 500 con. Là bò này là khoảng bao nhiêu tháng rồi anh? Con này là 18 tháng mấy, gần 19 tháng. Còn con nhỏ đó mà gần 17 tháng. Bò này chiều cao dao động chắc tầm khoảng tự 1m3 bò. Bò này chuẩn bị lên giống hết rồi nha cô chú anh chị các bạn. Có lên giống rồi mà. Có lên giống rồi mà chưa thả, chưa gieo. Dạ. Con này 6 ngày rồi. Con này sao anh thấy, em thấy anh chưa vô dàm gì hết trơn nhỉ? Nó bị cỏ cho cái cột đứt cho mấy cột. Mình không biết thỏ dàm lại hả? Không, tôi mới nuôi không biết làm luôn, để mượn tại xỏ. Rồi, là có nghĩa là chưa biết cách để xỏ dàm luôn. Rồi ok anh. Ông mà sao hồi đó anh mua bò giá sao mà giờ em thấy anh đưa giá này cũng hợp lệ nhỉ? Trong người bạn của em nó đưa về thì giá cũng được mà mình nuôi giờ kẹt tiền quá thì chia sẻ là cho anh em ta bà con bác nó nuôi cũng hợp lý rồi. Đây là một cái chương trình của em không hề dàn dựng như cô chú anh chị và các bạn.
Ở đây thì đôi bò này mà chiều cao dao động nó tầm khoảng từ 1 mét, gần 1 mét 3 bò. Chân móng thì nói chung là bò xin thì chắc có lẽ là cô chú anh chị các bạn biết rồi. Bò xin thì nó được một cái là đẻ sai con và đẻ nhiều lứa. Đó. Thì bà con cô bác anh chị nào chuộng cái dòng này để mua về nuôi thì cô chú anh chị và các bạn mua cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh chủ bò ha. Rồi chúng rồi cô chú anh chị về phối những cái dòng bò lai chẳng hạn như là anh ghét hay là cerulai hay là ba bê thì nó sẽ đẻ con ra dòng một lông nhuyễn da sát rất là đẹp luôn. Đây cô chú anh chị các bạn, bò nuôi trong một chuồng mình để ý nha, mình để ý để mình lựa chọn bò nuôi trong một chuồng. Tại sao con bò này là con bò tơ mà lông của nó nói chung là không phải là em nói nó xấu, nhưng mà có một cái nó không có bóng lắm so với cái cặp bò đã gieo tinh. Có nghĩa là cái khả năng mà mang thai của cái đôi bò này nó khá là cao cô chú anh chị các bạn. Khi mà nó mang thai rồi nó thì nó dễ lên, nó dễ mập mà nó dễ lông da của nó. Để em lại gần em tiếp cận em vuốt lông nó thử nha. Nếu như mà lông của nó có hiện tượng mà rụng rớt lông rồi, nó rớt lông của chú anh chị các bạn, bò này khả năng mang thai khá là cao. Bò này thai lông rớt lông nha. Đấy, mình nuôi thì mình biết, chắc có lẽ đây một số của chú anh chị và các bạn cũng là những người nuôi bò. Bò mà nó mang thai thì khả năng của nó bóng mượt và nó rớt lông thì nó cao lắm. Nhưng những bò này bảo đảm lấy tay dò cũng không rớt lông. Tại những bò này bò tơ mà chưa thay đổi cái yếu tố trong cái cơ thể của nó thì nó đâu có gì đâu mà phải rớt lông thay lông. Đó, nhưng mấy con bò đó thì khả năng mang thai rất là cao, nó rất là bóng bẩy so với những bò đang đứng kế bên đây. Cặp bò này đang bán với giá là 43 triệu. Là bớt 1 triệu còn 42. Cặp này chốt giá lại là 42 triệu. Nói đến dòng xin thì chắc lẽ là bà con cô bác anh chị biết rồi ha. Đẻ sai con và đẻ nhiều lứa, nhưng mà được cái là nó không ấy lộn. Nhưng mà không được chỗ là nó không có được to xương lắm. À, bà con cô bác anh chị bù qua chế lại thì nó được cái này mất cái kia. À, chiều cao của hai con bò này là 1m3. Đó, 1m3 yếu, và hai con bò bên kia khả năng đậu thai rất là cao và cái giá đó là rất là hợp lệ. Rồi, thì bây giờ em cũng lại gần và cập nhật một cái số thông tin về chiều cao của những con bò ở đây cho bà con cô bác anh chị chúng ta nhắm xem. Ở đây là chân móng em kiểm tra thì nói chung là hoàn thiện hết nha, đi đứng hoàn thiện. Khi mà giao bò đến thì chúng ta sẽ được quyền dẫn đi tới đi lui rồi mới thanh toán tiền ha. Mà ở đây anh sắp xếp xe cho, nếu như mà có khách hàng mua anh sắp xếp xe được không? Xe của em đi qua đây thì phí nó cao, mỗi lần đi qua đây thì chuyển tới cho người ta nữa thì phí nó cao. Anh có thể thuê xe ở đây đi giao cho người ta. Tới con này thì hơi cao rồi nha. Con này 1m37 tại phía sau sân khu, là có nghĩa là nó rất là cao ha, cao to. Còn con này thì tầm trung, con này tầm 1m25 bò tầm trung ha. Đó, còn hai con kia thì nó cũng dao động tầm 1m3 trở lại thôi. 25 hết rồi nè, bằng bộ kia. Con này cao hơn nha. Con này 1m3 nè, cô chú anh chị các bạn. Còn con này chắc dao động khoảng 1m25 bò. Ừ. Con này 1m25 ha. Thì tổng ở đây có 4 con bò và cặp này anh chủ nhà quyết định bán với bà con cô bác anh chị với cái giá là 42 triệu là chốt giá. Không còn thương lượng. Bò này có con này lên giống rồi nè, có con này lên giống rồi nè nha. Đó, lên giống rồi nhưng mà anh chưa có phối. Còn con này thì tơ, chưa phối luôn. Hang này chưa rớt răng đúng không? Chưa thay răng. Đó, còn cặp này thì cái giá của cặp này thì là 50 triệu. Hai con này phối rồi được 1 tháng 25 ngày. Bà con cô bác anh chị nào ở gần xa có nhu cầu muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em ha. Để chúng ta có thể chốt được 4 con bò này. Giá này cũng cực kỳ yêu thương. Nếu như mà hai con này mang thai thì cô chú anh chị và các bạn, giá cực kỳ rẻ. Đó, còn giá của hai con này là 42 triệu thì bà con cô bác anh chị ở gần xa ai có nhu cầu muốn mua thì liên hệ ngay và liền ha. Rúng thì đầy đủ ha, chân móng đó. Để em quay cận cảnh lại cho quý khán giả các bạn xem. Rúng, chân móng. Thái tích của hai con này thì nó sẽ lưng là nghiêm chỉnh.
cái lưng cái mặt nghiêm chỉnh, con này cũng nghiêm chỉnh, sái cũng nghiêm chỉnh, móng thì đầy đủ, chân móng sái nghiêm chỉnh ha. Có con này thì sái nó hơi chồm chút xíu nhưng mà không đáng ngại, lông da rất là bóng mượt luôn, chân móng. Đấy. Bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em để chốt được những bò này mua về nuôi phát triển kinh tế ha. Cặp này có giá là 50 triệu, hai con này phối tinh được 1 tháng 25 ngày. Rồi thì em cũng đến đây và thực hiện phim dùm cho anh rồi. Bây giờ em chào anh cũng như là chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp. Nếu như mà ai có nhu cầu muốn mua những bò này thì liên hệ ngay và liền số điện thoại anh chủ nhà hoặc là số điện thoại của em để có thể chốt được những bò này. Và mong là sẽ sớm nhận được cuộc gọi từ quý cô chú anh chị và các bạn ha. Xin kính chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn. Bye bye.